Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ trưa và chiều mai 28 tháng 10 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông. Thủ đô Hà Nội từ khoảng trưa mai sẽ có mưa, mưa rào và dông. Từ đêm mai, trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời vẫn có nắng. Từ sáng sớm ngày 29 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ trưa mai thì gió sẽ chuyển sang hướng đông bắc trong đất liền ở các tỉnh phía đông bắc bộ cấp 2, cấp 3, vùng ven biển là cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 và khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Từ đêm mai cho đến khoảng ngày 31 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ C ở vùng đồng bằng và 14 cho đến 17 độ ở vùng núi, thậm chí là ở vùng núi cao có nơi còn dưới 10 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 24 đến 28 độ. Hiện mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chiều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày mai. Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1 cho đến 0,3 m. Nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và cả thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.